sự đó mấy anh chị. Phương Anh có khóc gì ai chưa hả? Để nhớ thôi, chưa. Hả? Cái vụ buồn chuyện gì hay cái gì đó, mình khóc trước mặt người đó, đúng không? Mình nhậu xỉn hay gì đó, mình khóc trước mặt người đó, chứ không phải là khóc vì tình nha. Khóc vì tình là tôi cũng khóc mấy chị. Khóc vì tình là tôi cũng khóc. Chẳng hạn như là mình buồn cái chuyện gì á, mình nhậu xỉn hay trước mặt người đó, mình khóc thì ok có. Chứ còn mà khóc vì đàn ông, vì tình cảm thôi, tôi không có khóc. Tôi không có làm được. Nhưng mà lúc nào trước mặt đàn ông, cái người bạn trai hoặc chồng, thì tôi lúc nào tôi cũng là phải, mình cũng phải chứng minh mình là một cái người đàn bà, phải là có bản lĩnh và có cái tư cách đó anh chị. Trước mặt đàn ông là tôi luôn lúc nào tôi cũng phải có một cái tư cách trước mặt chồng với bạn trai mình, chứ tôi không có phải là mềm mỏng mà yếu điệu rồi cái kiểu gì đó để cho người đàn ông người ta phải gục ghè, người ta phải cưng chiều mình. Đàn ông đôi lúc đó mấy chị, chắc có lẽ là do ảnh hưởng mà tôi bước ra đời tôi chơi, rồi tôi gặp những cái ông anh của tôi, ổng là những cái người mà men quá đi, phải không? Ổng là những cái người men quá đi, và lời nói của họ chắc như bắt như đinh đóng cột, một là một, hai là hai, và cái tư cách cái đi chơi và cái bản lĩnh của họ làm cho mình nó ngưỡng mộ á. Rồi cái đầu mình yêu quý từ cái những cái cách sống, cái đường lối sống của họ, cái quân tử của họ, cái trượng phu của họ, cái đầu nó thấm vào trong người của tôi ngưỡng mộ. Cho nên là tôi á nha, tôi hay có những cái mà trước mặt đàn ông á thì tôi không có cái này cái nọ, cái kiểu lập màu lập mè kiểu tôi không làm được, để nó ảnh hưởng. Mình coi cái đó một cái gì đó nó thú vị lắm anh chị. Khi mà nhìn vô một cái người đàn ông á mà họ men lì, họ đàn ông, họ quân tử, mà họ cái kiểu đó nó là một cái điều thú vị lắm. Nó rất là mình an toàn khi mình đi với người đó, mình cũng hãnh diện, mình cũng cảm thấy tự kiêu đúng không? Đó, đó là sự thật đó. Vương đó, tại vì mấy chị biết không, ngày xưa lúc mà tôi ở bên Atlanta đó thì tôi có quen bạn trai mà đúng má nó. Nhiều khi mình nghĩ mình lúc đó mình được hai đứa con, mình gái hai con, mình sanh đẻ hai đứa rồi. Lúc đó là cái thằng chim mì quân đó nghe, trời ơi, tôi nói với mấy chị ở bên vùng Atlanta, nếu ai biết về chim mì quân á thì hầu như là đàn bà con gái luôn chết vì thằng này dữ lắm. Bao nhiêu gái giang hồ, bao nhiêu đứa nó thích thằng này kinh khủng luôn. Nó đẹp trai dữ lắm mọi người, mà nó bất kỳ đủ má, nó bất kỳ nha, mà nó đẹp trai kinh khủng luôn. Lúc đó đó tôi đi bán quán cà phê, tôi làm quán cà phê, thì cà phê đi da đó, thì mấy anh chị biết không hả? Rồi xong cái sáng cái nó lượn tới, cái hồi cái sọc đi lúc nào tới cũng đưa $100 với $50 không, mà tôi nói chuyện thằng này là ai mà sao mà nó lại bấm game á. Rồi xong rồi chơi cái đi, cái tự nhiên nó vô quán cà phê nó ngồi một cái, tự nhiên có 5-6 thằng kéo tới cái là bắt đầu nó đi liền. Rồi xong cái để $50 $100 cái xong á, cái phong độ của nó mà gái mê dữ lắm. Cái mà thời đó nó chị tôi mà ăn mặc dữ lắm, mà nó chân diện dữ lắm à. Thì nó mới hỏi tôi vậy nè, bữa nào anh em chỉ cho anh cách ăn mặc được không? Tôi mới nói trời đất ơi, anh ăn mặc gì đẹp lắm rồi, còn kêu tôi chia sẻ chỉ là anh gì. Nó nói tối
mấy lần như vậy đó. Xong rồi cái bắt đầu cái bữa đó nó là sinh nhật của anh, em đi ra với anh đi, cái bắt đầu ông Khôi với mấy người kia nói gì nè: Phương Anh, để anh mày nói cho mày biết nha, đủ má thằng chim mì nó gái bao la luôn, đủ má gái. Tôi nói chết, mình không biết, mình nói trời ơi, mỗi lần nó đi tới đâu là gái buông tới đó, chết mẹ rồi. Cỡ như mình tu mày vú đéo bự nha, chân không dài á, cũng có phần nào hơi bị giống như là thiếu một cái điều gì đó mà cứ cái đầu không biết sao. Cái có mấy thằng nhóc của nó đệ tử đó cứ đi vô gặp mình cái kêu chị hai tại vì á nó kêu thằng này bằng anh hai thì nó phải kêu mình bằng chị hai. Mà tôi nói ủa tụi mình nghe mình phái bằng chị, trong lòng cũng phái chết mẹ luôn. Tại vì á mình cũng có một cái cảm tình phải không mẹ đó, mình đâu có dám để cho nó biết là mình thích nó, đủ má mình phải làm giá, anh chị phải treo giá. Xong cái bắt đầu mấy thằng nhóc nó cứ vô nó kêu chị hai hoài, mà mình nghe nó kêu á là thằng này bằng anh hai không à, thì mình nói ủa không lẽ mình nghĩ trong đầu tôi không lẽ thằng này nó nói gì mấy đứa này nè, chắc nó nói nó khoái mình hay sao đó, thì nó nói là nó khoái mình hay sao đó, thì mấy thằng này nó mới kêu mình bằng chị hai đúng không. Thì thằng này không nói gì thích mình thì làm sao mấy đứa này nó kêu bằng mình bằng chị hai được. Cái lúc đó nè anh chị ru mã chai, tôi nói cho anh chị cái dùng Alenta đó, thằng Khôi Thàng rồi đó, Tiến Trần hay là tụi giang hồ đó, anh chị ở bên đó là băng đảng dữ lắm. Mà tôi nói băng đảng nào nó cũng kết tôi, thằng nào cầm chùm nó cũng kết tôi hết, nhưng mà tôi lại kết thằng này ru mã, tôi kết thằng này. Xong cái anh chị biết không, đi vô trong quán nhậu nha, đó đi vô trong quán nhậu em và tôi đó, cái bắt đầu đi vô trong đó nha mấy anh chị. Đu má nhìn mấy anh chị, nhìn tăng đảng của nó ngồi đầy hết trơn trong cái quán karaoke đó nha, ban đêm. Rồi những cái thằng thích tôi đó nó cũng nhìn, nó cũng đĩa tùm lum hết trơn. Cái bắt đầu á khách ngồi đầy hết trơn rồi, bàn băng đảng nó sắp băng đảng ha, cái băng này ngồi góc này, băng này ngồi góc này, băng này ngồi góc này, chỗ này là dành cho người này. Cái có nguyên một cái bàn thì thằng Quân nó ngồi, mà chưa có con đĩ nào ngồi đó hết. Tôi vừa bước vô với con bạn của tôi thì thằng Quân nó thấy tôi thì nó nghĩ là nếu mà mình bước vô vậy chắc nó cũng sắp cho mình ngồi ở đâu đó góc nào, chứ làm gì mình ngồi được cái trong bàn của nó, trong khi gái quá trời thì làm sao. Mà đàn ông mà nó đào qua thì nó đâu bao giờ nó muốn chọn một người nào nó để cho gái thì chạy theo hết trơn. Thì cứ trong thâm tâm tôi nghĩ là thằng này nó là một cái thằng mà gọi là tai bướm, nó là nhiều gái rồi, bắt đầu nó sẽ không bao giờ để cho người ta thấy được là nó quen một người nào đâu, rồi nó sẽ để cho người ta mê mẩn nó và thích thú nó và để nó treo giá vậy. Chứ bây giờ mà nó chọn một người nào với nó thì mấy con kia thì làm sao mà nó lẳng lơ mà nó điểu giả được, tại vì thằng này nó là bất kỳ nữa. Thì tôi nghĩ là cái dân bất kỳ là điên mẹ nó rất là cái gì đó, là rất là bất dạy. Tôi nói là chắc là như vậy. Thì tới lúc đó mấy chị tôi vừa bước vô một cái nó kêu Phương vô ngồi với anh, ngồi bàn anh nè, đù mã luôn mấy chị, đù mã luôn, cái mặt tôi nó nở giống như cái bánh bao vậy đó. Tôi nói mấy chị lúc đó tự nhiên cái trời ơi, lúc đó tôi còn nhớ nha, trời mùa đông nha, đù mã trời mùa đông nha. Hồi đó tôi có nhiều mấy chị, có 92 phao thôi mấy chị, 92 phao thì trời mùa đông á mấy chị. À, mặc bộ đồ dài, mang dài bóp, quần jean ha ông địa ha, rồi á áo sơ mi bỏ vô quần nha, rồi phát thêm cái áo chất kịch lông nữa, rồi xong á mấy anh chị cái đi tân vô nha. Xong cái nó kêu vô ngồi trong bàn của nó, mấy anh chị tự nhiên cái hãnh diện rồi mấy anh chị nở mặt với mấy anh chị vô ngồi trong bàn của nó. Cái xong cái nó giới thiệu á, trời ơi đây là bạn gái của nó, trời ơi con mấy má đâu đủ má nó mấy anh chị nói được hết. Thôi bây giờ nó có nói thiệt hay nói giả đéo cần biết, ngồi gần nó, ngồi trước mặt bao nhiêu con người, bao nhiêu con khác thì mình đã hãnh diện lắm rồi. Nó đã cho mình được cái mặt mũi là mình đã hãnh diện lắm rồi. Xong rồi nó còn kêu mình, nó kêu mình nó hát với nó một cái bài cuộc nha, bài cuộc đó của nó.
cho tôi nói thiệt với mấy anh chị. Rồi từ lúc đó tới sau tôi là bà gái của nó luôn. Mấy anh chị thấy không? Cuộc đời giờ nói vậy đó. À, cái gì? Hồn vía lên mày mừng á, cho tự hào cho người phụ nữ của mình lại gì mà anh chị khi bước ra đời chơi là cái sĩ diện và cái tự hào và cái nó gọi là nó hãnh diện lắm anh chị. Cái xong cái bắt đầu là lúc đó, tại vì mấy anh chị nghĩ nó đi ra đường mà thứ mà giang hồ mà thứ bự vô tù ra tù còn kêu nó bằng anh hai không, mấy anh chị nghĩ đi, nó trong cái nhóm băng đảng V-boy đúng không, nó nắm chùm thớt là trong cái nhóm V-boy và dưới nó là 500 anh em, dưới nó là 500 anh em, mà dưới 500 anh em đó là bao nhiêu con người nữa mấy anh chị. Thằng này nắm chùm nhóm này, thằng này nắm chùm nhóm kia và thằng kia nắm chùm nhóm nọ, mà nó là một cái thằng mà đó dưới tay nó không đó, đó là 500 người trên các tiểu bang luôn, ở các tiểu bang luôn. Thì á mấy anh chị biết không, mà dưới nó thì 500 người, mà 500 người đó thì bao nhiêu nữa, nó trong nằm trong cái nhóm băng đảng ha, V-boy đó. Mà mấy anh chị biết không, trời ơi ngày xưa hả đó, cỡ như tôi nói mấy anh chị nha, ông Tâm Tà ở bên đó ha, Atlanta đó, mà ổng đâu phải kêu còn phải để nó đủ này nọ, tự nhiên mấy cái anh đại chị đại mấy người lớn mà tự nhiên cái để nó làm cho mình cũng cảm thấy một cái mình đi với nó rất là tự hào. Rồi em út của nó kêu mình bằng chị hai, đưa đón mình, đưa rước mình, rồi chở sáng rồi đi làm, chở đi làm, đi rước làm chiều, rước về. Rồi xong rồi đó, nói chung là cái cảm giác đó mình đi ra đời mình chơi mình mới biết, thì mình cũng tự hào, mình cũng vui vẻ, mình happy, thấy không? Nó làm cho mình có sĩ diện đó. Rồi mấy anh chị biết, trời ơi mấy anh chị biết, tôi đi về dùng kali mà tôi cua được một cái thằng trong cái nhóm băng đảng lớn hơn kali luôn, thì mấy anh chị biết cỡ nào đúng cần cua. Mấy anh chị biết không, lúc đó là tôi học về chị Hằng, bà chỉ cho, bà kia tôi qua bên kali là một tháng ở nhà chị để chị training cho tôi, chị training cho tôi về bảo hiểm, bán bảo hiểm financial đó chị, mọi người biết không. Thì cứ mỗi cuối tuần là chị chở tôi đó, là có những cái lớp học là lên trên San Diego đó là để học. Thì ngày xưa ở bên bảo hiểm bên Cali là có anh Tuấn, rồi á nha, là chị Hằng bà dẫn tôi á là lên trận học với cái nhóm của anh Tuấn ở trên đó bán bảo hiểm financial. Thì lúc đó mọi người biết không, cái tôi buồn, cái tôi đi lang thang, tôi đi vô trong cái quán nhậu tôi ngồi lúc đó đó nha, mà ở bên đó đó là băng đảng nhiều lắm anh chị, băng đảng nhiều lắm, mà Phương Anh quen nhiều băng đảng bên đó là tôi biết. Lúc đó là tôi quen cái ông anh của tôi á, là ở bên đó trước là anh trưởng đó nha, anh trưởng đó nằm ở trong cái băng đảng khác. Rồi xong cái bắt đầu tôi đi ra quán tôi ngồi á mấy anh chị, tôi ngồi tôi chơi cái xong cái giờ tôi ngồi có một mình tôi à, tôi ngồi tôi cũng kêu một ly rượu ra tôi uống, tôi ngồi có một mình tôi thôi. Mà lúc đó tôi hút thuốc dữ lắm mấy anh chị, tôi hút thuốc nha, tôi chỉ mới bỏ thuốc mấy năm nay thôi. Lúc đó là kêu ly rượu ra cũng ngồi kéo thuốc đồ, hút thuốc đồ này nọ, mỗi lần tôi uống rượu là phải có thuốc.